nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái phụ kiện bẫy bên nhà em là giò bẫy nha. Đây là giò bẫy con chim cuốc này, con bìm bìm này, cùm núm gà đồng đều được hết nha mọi người. Đây, một bộ của nó thì sẽ có 20 chân thép nha mọi người. Hàng ba chất lượng luôn. Thì đây là giò cáp inox xe 4 nha. Đã xử lý màu tối cho mọi người dễ đắn rồi. Bộ 20 chân. Chân dưới thì đã được mài nhọn cho mọi người dễ cắm nha. Đây. Anh em có nhu cầu thì để lại số điện thoại ở dưới video clip này nha.